Xin chào quý khách hàng. Thì hôm nay sau cái video mà đăng lên cái vụ mà cái con mic mà nó bị bể đó, thì đang ngồi bán ế, hên là có anh khách hàng anh tới anh cũng chia vui là bà anh cũng mang theo cái con vang số của ảnh là cái con DB 9200 new. Con này mua của Bảo Châu nè, anh có nhờ mình kiểm tra lại xem coi tiếng cho nó hay ho lên chút xíu. Thì em cũng có ghép vô cái bộ vàng sơ bộ ở đây. Em test qua cái con, tắt cái con vàng này đi. Em test qua cái con Relacard 222D cho anh khách anh ghiền nha. Rồi em test qua cái con đẩy D5 và em hát qua cái bộ loa là xe, bộ loa là DB, model là BK12. Con này giá nó rẻ lắm nha, nó bằng giá của cái con MC12 của CAF đó. Thì sau khi xét xiết một hồi thì nó cũng ra tiếng, nhưng mà không biết khách hàng xem thì như nào. Còn anh chủ của con vang này thì anh happy rồi. Thì bây giờ em cũng đề nghị khách là cho em quay một cái video và khách hàng cũng đồng ý. Thì bây giờ em sẽ test thử cái tiếng của con này qua cái bộ vàng như nãy mới trình bày, và khách hàng sẽ hát thay cho em nhé. Nay do tiếng nó bị khan rồi nên không hát được, nay nhờ khách hàng hát giùm mình. Rồi em cũng cảm ơn khách rất là nhiều, nên em bây giờ em sẽ quay cái máy quay lại ha, rồi em thu cho mọi người cùng xem. Sau khi thử cái con vang setup thì anh thấy nó như thế nào anh? À, thấy cũng tiếng nó cũng hay chung echo ngược dẻo, nhạc cũng rất là chất lượng. Ok, nói chung là nhẹ nhàng nghe rất là hay. Ok. Ok. Tại vì thật ra mà nói về vang số mình setup á thì mỗi người có mỗi một sở thích khác nhau. Thí dụ như em thì em không thích, em không có thích reverb, em thích hát echo. Còn tùy khách, khách hàng người ta có nhu cầu như nào thì mình làm theo cái sở thích của người ta. Với lại mình không có như nào là đúng mà cũng không có như nào là sai hết. Nói chung là khách hàng happy là em vui rồi. Rồi, cũng cảm ơn em, cũng cảm ơn anh khách hàng đã đến chia vui với em vì cái vụ micro bể ha. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem qua video clip này.